Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi, riêng với cái mẫu bàn tay này thì số này sẽ thay đổi rất nhiều chỗ ở. Từ bé đến lớn thì thay đổi 3-4 lần nhà. Dạ, đúng rồi. Thay đổi liên tục luôn, hết chỗ này chỗ kia, cái cục điện trạch nó di chuyển muôn nơi luôn. Dạ, đúng rồi, mình không có nhà đó anh. Và sẽ còn thay đổi nữa. Năm nay thì 52 tuổi. Vận niên sẽ là sao? Thái Dương, 52, Địa Võng. Năm nay thì gặp hạn Địa Võng thì nhiều nỗi buồn than, lo lắng nhiều. Công việc không thuận. Tiền bạc tiêu hao toàn ra một cách vô cớ. Lại còn ốm đau bệnh tật nữa chứ. Đấy, năm nay là năm quá đen đủi luôn. Quá đau đầu với cô luôn. Từ nhỏ tới giờ mà, nhỏ giờ khổ lắm. Số sinh vào ngày 11 đó là ngày lận đận tình duyên, rơi vào cung số gái khắc chồng. Vì thế lấy chồng nào cũng bỏ, lấy chồng nào cũng chỉ được một thời gian là bỏ, chia tay thôi. Dạ đúng rồi. Số quá khắc. Mấy đời là đời nào cũng vậy á. Ở được thời gian là bỏ, ở được thời gian là thôi. Số quá khắc chồng. Đấy là do cái ngày tháng năm sinh nó tạo ra. Ngày tháng năm sinh nó tạo ra. Do cái duyên nghiệp kiếp trước mình cũng tạo ra một phần nữa. Đó là duyên nghiệp kiếp trước là giống như do cha mình phải không nha anh? Đại khái là không phải do cha mình đâu, mà là do cái nghiệp kiếp trước, nghiệp quá khứ của mình tạo ra. Kiếp trước chị là kiếp trước chị là một người khác, chị làm những cái hành động khác, mà khi chị chết đi, chị đầu thai thì chị sẽ nhận cái quả báo của kiếp này nhé. Dạ. Thì theo thấy cha sống với mình nó cha cũng ác lắm, thành ra mình cũng nghĩ vậy thôi chứ không biết phải gì không. Còn riêng cái mẫu bàn tay này thì về cuối đời cũng có tài sản, tuy không có nhiều nhưng cũng có của ăn của để đấy, không đi nỗi nào đâu. Sống được thọ không anh? Ôi ôi, những cái người khổ lận đận như này là tuổi thọ cao lắm, ngoài 70. Dạ. Về vấn đề nợ lần thì sẽ thấy là không đòi được lại. Cứ đòi rồi họ lại khất lần khất lượt, rồi không có ý muốn trả mình. Mặc dù họ có tiền, có khả năng nhưng họ cố tình họ không muốn trả. Dạ. Mà nếu mà có lấy được đi nữa, thời gian là bao lâu mình mới lấy được? Ở đây là họ không có ý muốn trả. Dạ. Cố tình không có ý muốn trả mình. Cái đó là cái chuyện giống như tiền bạc mua bán nhà thôi chứ mình không có cho vay. Biết rồi, thì đại khái là họ cứ nợ qua cấn lại đấy. Dạ. Nhưng mà họ cố tình họ không trả mình đấy. Cố dây dưa đấy. Mình có cách nào mình tìm kiếm để mình lấy lại được không ạ? Không, về vấn đề này thì con chịu luôn, con không thể giúp được cô vấn đề này nhé. Dạ. Tình cả trăm triệu. Bây giờ thưa ra pháp luật cũng rất là đau đầu, thưa đi kiện lại, đi xuống rồi cũng tiền bạc, nói chung là cũng đau đầu. Đường nào nó cũng đau đầu đó, cũng chả biết có đòi nữa không. Sau này nếu mà mình có gặp được người nào nữa mà mình có số, ở đời với người ta không anh? Số cô cũng lận đận tình duyên luôn, vì thế khó mà gặp người đi đến trọn vẹn được nhé. Bởi vì hiện giờ cũng có một người theo mình mà đến với mình cứ lo cho người ta, mà người ta cứ hô là người ta ở với mình đó mà số cô rơi vào cung số gái khắc chồng rồi, vì thế cô đến với ai cũng chia tay. Đấy, con nói như vậy và đây cũng là trường hợp tiếp theo nhé. Dạ. Cũng là trường hợp tiếp theo, xin chia buồn với con. Nhưng mà về những đời con đó thì nó có hai đời là hai đứa. Con tôi dựng cái đứa đầu đó, nó có sau này nó có lo cho mình không? Hay nó đến với mình
ngày tháng Nói năm ngàn tới một. ngày tháng năm sinh của cháu. Ngày 31 tháng 12 2003. Trai gái? Dạ con trai tên Trần Khắc Nhiều. Khó được nhờ nhé, Dạ. cái này khó được nhờ lắm, nhỏ nó ương ngạnh lắm, nó ương mà khó được nhờ nó lắm nhé. Mà nó sau này nó có gia đình, nó có biết lo gia đình không anh? Đời cua cua máy, đời cày cày đào. Em thấy là cái đường 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 đường, đường, đường tương lai của đứa này thì sau này cũng khá ổn nhé, nhưng mà nó không lo được cho mình đâu. Cha của nó là tên là Trần Khắc Tuấn á, nó có về không anh, sau này nó có về với mình không? Không. Không về luôn hả? Và cho em hỏi thêm đứa nữa là con gái Trần Nguyễn Tiền nữ, sinh ngày 12 tháng 7 2009. Kỳ xỉu. Dạ. Đứa này thì sau này được nhờ nó nhé. Dạ. Được nhờ cháu này đấy. Nó học giỏi không anh? Nó học tới nơi không anh? Về vấn đề học hành của cháu, Dạ. học hành trung bình thôi nhé, sau này nó làm mấy cái nghề mà liên quan đến tay chân đấy, làm móng làm leo Dạ. hay là nghệ làm móng làm leo hay là cái gì, nói chung là liên quan đến sự Dạ khéo dạ. léo đấy. Dạ. Rồi thấy lúc nhỏ nó cũng khéo léo lắm rồi đấy. Chứ học hành thì nó không nhiều vậy. Còn công Là danh, số nói chung là số mình số 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 mình là sống không có gia đình nữa anh, không không có chồng nữa anh. đúng rồi, về cuối đời chỉ có ở vậy một mình thôi, cô độc một mình thôi. Muốn hết cô độc, Dạ. muốn hết cô độc thì có thể làm lễ hóa giải, làm lễ di cung hoán số để hóa giải nhé. Làm lễ di cung hoán số, khi làm lễ xong thì sẽ đảm bảo là cái đường tình duyên hết lận đận hết trắc trở và sẽ gặp người tốt đi đến hôn nhân, không có lận đận nữa. Cái này có thể làm nhé, muốn làm có thể gửi thông tin nó sẽ làm cho. Mà nếu như mình gửi vậy, gửi cái thông tin là họ tên rồi năm sinh hả Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu và số điện thoại. Cần những thông tin như anh? thế để làm lễ hóa giải. Muốn làm thì gửi thông tin và sẽ đảm bảo là sẽ gặp người đàng hoàng tử tế và đi đến hôn nhân. Cái quá đận đận tình duyên mà. Dạ đúng rồi, mấy đời rồi mà đời nào cũng thời gian rồi đi ạ. Vâng. Đấy, muốn làm thì gửi thông tin qua đây rồi sẽ làm cho đảm bảo luôn nhé. Dạ, nếu mà mình gửi vậy là khi anh cho cái lễ hóa giải đó là gửi qua điện đường bưu điện hay sao? Không, cái phép này làm từ xa nên không cần gửi cái gì về cho cô cả nhé. Nó không phải là phép làm ăn, nếu bình thường là phép làm ăn thì sẽ gửi một cái lá phép để bỏ vào ví túi xách, như đây không phải là phép làm ăn nhé. Ví dụ như bây giờ mà mình ở đây mà mình lấy cái địa chỉ ở hiện đang ở hả anh? Hay là Địa chỉ hiện tại mình đang ở đây, đang cư trú đấy nhé. Dạ. Rồi có gì thắc mắc thì nhắn tin lại nhé. Dạ dạ rồi như vậy cảm ơn anh. Chào cô.